Moscow tố cáo Hoa Kỳ muốn thay thế Nga để bán vũ khí cho Việt Nam, tin đến từ Iran. Cố vấn viện trợ và hợp tác kỹ thuật quân sự của Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozin, hôm nay cho rằng Hoa Kỳ muốn thay thế vị trí của họ tại thị trường dụng cụ quân sự và vũ khí Việt Nam, tìm cách loại trừ nước Nga ra ngoài lề. Ông Kozin tuyên bố trên đài truyền hình Rosia 24 nói rằng Việt Nam là khách hàng truyền thống từ thời kỳ Xô Viết, đã ký nhiều hợp đồng xây tìm thủy đỉnh hồi năm ngoái, một trong những dự án hợp tác kỹ thuật quân sự phức tạp nhất. Ông Kozin cũng cho rằng từ năm ngoái, Hoa Kỳ có vẻ như nhích đến gần Việt Nam hơn và đẩy Việt Nam xa dần nước Nga. Trong khi đó, Reuters dẫn phúc trình của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển cho thấy Việt Nam được xếp hạng số 3 trong danh sách quốc gia mua vũ khí của Nga sau Ấn Độ và Trung Cộng. Hoa Kỳ là quốc gia bán nhiều vũ khí nhất trên thế giới và khách hàng đầu của Hoa Kỳ là Saudi Arabia 18%, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 7.4% và Úc là 6.7%. Đứng hàng thứ hai của các quốc gia bán vũ khí trên thế giới là Nga, tiếp theo là Pháp, Đức, Trung Cộng, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Israel, Italy và Hà Lan, kính thưa quý vị.